Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học Phổ thông Công lập năm học 2024-2025 với tiết trời mát mẻ, trời nhiều mây, có lúc có mưa ở vài nơi, đan xen những khoảng nắng. Những cơn mưa từ đêm qua vẫn đang diễn ra ở một số khu vực cho đến sáng nay, nhiệt độ vào khoảng từ 24 đến 25 độ, độ ẩm trên 96%. Đến 10 giờ, trời giảm mưa, nền nhiệt lên mức là 27 độ, rồi lên 29 độ vào giữa trưa. Sang buổi chiều, nhiệt độ tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong ngày là 31 độ vào khoảng thời gian từ 14 đến 16 giờ và sau đó giảm dần khi mưa dông với cường độ mạnh quay trở lại, với lượng mưa được dự báo là khá lớn, có thể lên tới 60mm. Đến tối thì mức nhiệt duy trì ở ngưỡng là 27 độ, độ ẩm trong ngày từ 74 đến 94%. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu làm gia tăng tính cực đoan, thời tiết Việt Nam năm 2024 sẽ có diễn biến thiên tai, khí tượng thủy văn phức tạp. Đây là kịch bản tác động khá giống với hình thái diễn biến thời tiết năm 2020. Dự báo, hiện tượng El Nino đang suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính và có khả năng sẽ chuyển sang trạng thái La Nina trong các tháng cuối năm 2024 với xác suất khoảng từ 65 đến 75%. Việc chuyển đổi trạng thái từ El Nino sang La Nina sẽ khiến hạn hán, mưa lũ, dông lốc, mưa đá có thể tương tự như năm 2020. Theo đó, sẽ có khoảng từ 11 đến 13 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và 5 đến 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực tại Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông, nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín cho đến Mỹ Đức, với mức nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút hôm nay.